quý vị và các bạn, tuần lễ Emission Bình Định Fest 2024 được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 3, gồm rất nhiều sự kiện, cả văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp của nơi được xem là trời văn, đất võ. Bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống Bình Định, còn có các hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo khác như chương trình âm nhạc đường phố, đêm võ đài Bình Định, Carnival đường phố. Đặc biệt là có một số chương trình văn hóa lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Định, trong đó có trình diễn thiết bị bay không người lái, đêm nhạc quốc tế. Tuần lễ Emission Bình Định Fest 2024 đã tạo được ấn tượng sâu sắc tốt đẹp đối với nhân dân và du khách, góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh con người và du lịch Bình Định, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 được khai mạc vào tối ngày 22 tháng 3 tại khu vực Đầm Thị Nại do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bình Định F1 tổ chức. Chương trình mở đầu bằng một phần nhạc cảnh đặc sắc mang tựa đề Tinh Hoa Đất Võ, tái hiện lại các giai đoạn lịch sử của Bình Định, gồm 3 phân đoạn: Hào khí Tây Sơn, Lấp lánh Biển Bạc, Tinh Hoa Đất Võ, kết hợp với âm nhạc truyền thống và phong cách quân music. Các tiết mục nhạc cảnh đã tạo nên một không khí hào hùng và đầy ấn tượng về một Bình Định tinh hoa từ lịch sử, văn hóa đến thiên nhiên và con người nơi đây. Tiếp đó là nghi thức thắp đuốc khai mạc giải đua mô tô nước thế giới, thể hiện cho tinh thần thể thao năng động phát triển cùng khát khao vươn mình trở thành trung tâm kinh tế thể thao của tỉnh Bình Định. Khi đạn lửa được thắp sáng, các mô hình thuyền máy đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định Việt Nam đã tạo điểm nhấn, thể hiện sự tự hào cho miền đất võ tiên phong mang giải đua uy tín thế giới về phổ biến ở Việt Nam, đồng thời cũng là tỉnh đầu tiên có đội thuyền máy thi đấu cấp quốc tế. Sau nghi thức rước đuốc, khán giả còn được thưởng thức phần biểu diễn nghệ thuật Amazing Bình Định hết sức ấn tượng, sôi nổi với những ca khúc trẻ trung, cùng màn nhảy phù hòa năng động hiện đại đầy màu sắc với sự góp mặt của các giọng ca đầy nội lực như Văn Mai Vương, Hòa Minh Si, Sức Fati và nhóm F3. Trước đó, chiều cùng ngày khai mạc, tại khu phức hợp giải trí, thương mại, du lịch đã diễn ra lễ hội ẩm thực buffet với chủ đề 77 món ăn đặc sắc tinh hoa Bình Định đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố được chế biến công phu, trình bày bắt mắt và hấp dẫn. Lễ hội ẩm thực trưng bày giới thiệu 54 gian hàng, trong đó có 42 gian giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu đặc sắc của Bình Định, 12 gian hàng của các tỉnh bạn Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Sóc Trăng, Long An, ẩm thực Đông Nam Bộ, ẩm thực Nam Bộ, một gian hàng của đại diện quận Yongsan, Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giới thiệu 50 sản phẩm OCOP của Bình Định gắn với ẩm thực. Lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định lần thứ nhất được tổ chức. Đây là cái dịp mà để mà giới thiệu ẩm thực của Bình Định đến với du khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi lấy cái 77, đó là cái thương hiệu của Bình Định. Nói chung là cả nước ai cũng biết là biển số xe 77 là của Bình Định. Do đó chúng tôi lấy cái số 77 để mà giới thiệu. Thì chiều hôm nay thì Ủy ban nhân tỉnh cũng mời cả khách trong nước và quốc tế đến để mà thưởng thức các cái món ăn đặc sản của Bình Định. Có thể nói là đây là một cái sự kiện giới thiệu được cái sự đa dạng, đặc sắc và thực sự là những cái tinh túy trong các cái món ăn ngon mà trong dân gian từ Bình Định cho đến bây giờ là đưa lên được một cái bàn tiệc quốc tế, đã được cái Hiệp hội Văn hóa ẩm thực của tỉnh đã có một cái sự phối hợp và cùng với nhau thể hiện một cái cách, cái ý chí và cái mong muốn của nhân dân của Bình Định là không phải chỉ truyền đạt mà còn trao đổi và giới thiệu những cái giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc nhất, đa dạng nhất của Bình Định. Những cái món ăn mà như là nem chợ huyện, rồi những cái tôm nhảy của cái bánh xèo tôm nhảy, vân vân, nó đem lại cho mọi người những cái sự rất là thích thú. Và bản thân chúng tôi từ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã cùng với lại tỉnh
để có một cái sự kiện của cái lễ hội ẩm thực vui vẻ và đặc sắc nhất. Trước đây tôi đến với Bình Định thì nghe nói về một vùng đất võ, về dừa Tam Quan. Nhưng đến thời điểm này thì khi đến với lễ hội lại một cái nét đặc sắc khác về văn hóa thông qua ẩm thực, thì cho thấy rõ hơn về cái tình đất tình người của Bình Định đối với lại du khách đến để thưởng thức từng món ăn mang đậm hương vị bản sắc của quê hương Bình Định, thì nó cũng mang đến cái cảm nhận về người Bình Định đậm đà, thân thiện. Lễ cũ còn ở 6 tháng sau. Ngoài việc ta mới làm còn có phần biểu diễn của chuyên gia ẩm thực miền Trung Nguyễn Văn Dư và đầu bếp Hồ Thị Thu Huyền đến từ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Bình Định. Ngoài ra nhiều đơn vị trong tỉnh đã đăng ký tiết mục biểu diễn những món ăn như gỏi sứa tay và chén Bình Định, gà nướng ống tre, món trộn salad rau củ, cá ngừ đại dương sashimi, đọt mây xào thịt xông khói. Đến với lễ hội 77 món tinh hoa ẩm thực Bình Định thì mình có biểu diễn cái món bánh xèo tôm giải là đặc sản của Bình Định. Ngoài ra thì hiệp hội, tất cả hội viên của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Bình Định mang đến những màn quảng diễn gồm các món như đặc sản của Bình Định mình, ví dụ như là gỏi sứa, tré, nem chua, bánh tráng cuốn Tây Sơn và một cái màn biểu diễn bartender của một bạn pha chế. Ngoài ra thì trong cái lễ hội ẩm thực Bình Định năm 2024 này thì có một cô giáo Hàn Quốc đến và cũng tham gia giao lưu với hiệp hội về cái món kimbap. Mình là người Bình Định cho nên là mình rất là tự hào khi mà hôm nay mình tổ chức được một cái chương trình về ẩm thực như này để mà quảng bá tới tất cả quan khách cũng như là khách tại địa phương cái nét văn hóa ẩm thực Bình Định. Thì trong xuyên suốt cái chương trình này thì hôm nay được chứng kiến tận mắt những cái đâu đó những cái truyền thống, cái ẩm thực rất là đặc trưng của Bình Định, từ vùng núi tới vùng biển. Thì trong cái chương trình hôm nay thì nó khá là, đối với mình là một đầu bếp mình đi xuyên suốt Việt Nam, thì tại hiện tại ở Bình Định này nó cũng là một cái nét đặc trưng để mà gửi đến du khách ngoài những cái danh lam thắng cảnh đẹp. Cho nên là ẩm thực là một cái nét không thể thiếu trong cái chương trình này. Lễ hội văn hóa ẩm thực nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Định là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc hấp dẫn tới nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Bên cạnh đó, còn là cơ hội giao lưu học hỏi giữa các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống trong tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và hoạt động kinh doanh văn hóa ẩm thực trong ngành du lịch của tỉnh, tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế để nâng tầm giá trị của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Cùng hưởng ứng chuỗi sự kiện của tuần lễ Amazing Bình Định Fest vào tối ngày 24 tháng 3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa thể thao Quy Nhơn Bình Định năm 2024 với chương trình nghệ thuật Sáng mãi một tình yêu Quy Nhơn. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Bình Định. Hình ảnh Quy Nhơn thật ngoan cường trong đấu tranh và luôn nỗ lực vươn lên xây dựng phát triển. Nơi đây còn là một vùng đất thi ca, đậm chất văn hóa được thể hiện qua những ca khúc như Đảng là cuộc sống của tôi, Sáng mãi một tình yêu Quy Nhơn, Hát bội đêm xuân, Yêu lắm quê tôi Bình Định, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh Bình, các diễn viên, cộng tác viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Quy Nhơn, nhóm nhạc Flamenco, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng. Tôi rất tự hào đến với Quy Nhơn mình, càng ngày càng phát triển, là càng ngày xinh đẹp. Và những ngày hội lễ như hôm nay thì là có những bài hát và tôi rất là thấy rất là ý nghĩa. Và lễ vừa rồi cũng có là có những du khách nước ngoài, du lịch và tất cả trên mọi miền tổ quốc đã hướng về cái thành phố Quy Nhơn càng ngày càng phát triển hơn, và cũng mong rằng Quy Nhơn mình có những cái ý tưởng càng xinh đẹp hơn và dành
đây là lần đầu tiên mình tới Quy Nhơn tham quan du lịch. Tuy nhiên qua cái nghe lời ca, giọng hát của con người đất Quy Nhơn, mình cảm thấy Quy Nhơn là con người Quy Nhơn rất là thân thiện, rất là hòa đồng. Khi nghe các cái giai điệu thì mình đã cảm nhận được cái tình cảm của con người dành cho cái mảnh đất quê hương Quy Nhơn của mình. Mình cũng rất là vinh dự được tham dự tuần lễ văn hóa du lịch tại Quy Nhơn. Qua một số ngày thì mình cũng cảm nhận được tình cảm hiếu khách cũng như là trọng thị của con người Quy Nhơn dành cho những bạn bè gần xa tới thăm miền đất Quy Nhơn này. Cũng với những giai điệu âm nhạc từ các đêm 25, 27, 28 tháng 3 tại khu vực sân khấu Quy Nhơn Hội tụ phát triển và khu vực tượng Trịnh Công Sơn, chương trình âm nhạc đường phố do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Quy Nhơn tổ chức thu hút đông đảo người dân du khách. Trong không gian thơ mộng nơi đây trở nên sôi động với tiếng nhạc, lời ca rộn rã, thu hút người dân đến nghe và đu đưa theo những giai điệu. Biểu diễn theo hình thức đường phố nên sân khấu không quá cầu kỳ và được tối giản đến mức có thể. Chính điều đó càng làm đậm nét hơn chất đường phố cho mỗi đêm diễn khi khán giả được giao lưu với nghệ sĩ một cách gần gũi, tự nhiên và cũng rất ngẫu hứng. Với các ca sĩ, nghệ sĩ, việc biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng mang đến cho mỗi người những điều thú vị. Ở đó, họ không chỉ mang đến cho khán giả những niềm vui mà bản thân họ cũng nhận được những cảm xúc tích cực từ khán giả. Là một người dân của thành phố Quy Nhơn, tôi rất tự hào khi thành phố của mình có những cái đêm diễn ca nhạc như thế này ở trong tuần. Nó sẽ là một cái sân chơi dành cho người dân sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đặc biệt là trong tuần lễ văn hóa du lịch sẽ thu hút rất là nhiều khách du lịch ở nhiều nơi tới Quy Nhơn. Và tôi mong là họ sẽ mang được những cái kỷ niệm đẹp ở thành phố của mình để lan tỏa cho các tỉnh thành khác ạ. Là một du khách đến với Quy Nhơn rất là nhiều lần trước đây rồi thì mỗi lần em đều mang những người bạn của em từ những nơi trên mọi miền đất nước đến với Quy Nhơn. Mỗi lần đến thì là mỗi cái cảm xúc khác nhau. Hôm nay thì là em lại được trải nghiệm mới ở Quy Nhơn mình là được nghe nhạc ở ngay tượng đài Trịnh Công Sơn và ngắm trăng, ngắm biển. Thì cảm xúc của em là một cái kỷ niệm mới rất là đặc biệt, rất là xúc động. Và sau lần này thì em vẫn sẽ mang nhiều người bạn của em đến đây nữa. Và Quy Nhơn luôn luôn sẽ níu chân em quay trở lại thật là nhiều. Và có thể em cũng sẽ suy nghĩ việc là em sẽ đến đây và sống và làm việc tại thành phố biển này. Chương trình âm nhạc đường phố với những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước tươi đẹp, con người Quy Nhơn, Bình Định. Các chủ đề cũng có thể linh hoạt tùy theo từng thời điểm. Các thể loại biểu diễn cũng đa dạng như hát, nhảy hip hop, nhảy hiện đại, khiêu vũ, dance pop. Chương trình là điểm giao lưu nghệ thuật quen thuộc không chỉ của người dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn mà còn cả du khách trong và ngoài tỉnh. Hoạt động này trở thành một trong những sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo và tạo điểm nhấn ấn tượng cho thành phố biển Quy Nhơn về đêm. Ngoài ra, vào tối ngày 29 tháng 3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Carnival với chủ đề Quy Nhơn rực rỡ sắc màu. Các tiết mục nghệ thuật văn hóa truyền thống Bình Định như trống hội, múa lân sư rồng, hát bội kết hợp múa bả trạo, múa chăm, biểu diễn võ cổ truyền văn hóa, cùng với các hoạt động hoạt náo đường phố như Carnival, áo dài truyền thống Việt Nam, trang phục dân tộc Hàn Quốc, đi cà kheo, nhảy đường phố, khiêu vũ thể thao, đặc biệt là màn diễu hành với ba xe hoa được trang trí công phu đẹp mắt theo các chủ đề Quy Nhơn Hội tụ phát triển, Quy Nhơn thành phố du lịch sạch ASEAN, hưởng ứng giải đua mô tô nước thế giới UIN-IBB Aqua by Grand Prix Pháp Bình Định 2024 và giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIN-F1 H2O. Rất là tuyệt vời, quảng cáo quảng bá về con người, về nét đẹp của thành phố Quy Nhơn cũng như tỉnh Bình Định mình nói chung, như hát tuồng và những lễ hội truyền thống của Bình Định, thơ văn rồi nhạc Trịnh đồ, đất võ mình còn gọi là miền đất văn võ trà văn,
cũng thì giới thiệu cho bạn bè trong nước cũng như quốc tế biết về mảnh đất Quy Nhơn Bình Định, mảnh đất Thi Ke. Yeah. Em rất ấn tượng và em rất tự hào về mảnh đất Quy Nhơn Bình Định. Sau khi xem chương trình biểu diễn văn hóa đường phố, tôi rất là tự hào về Quy Nhơn của mình, bởi vì trong đó có giới thiệu được võ dân tộc của người Việt. Chương trình diễn ra những cái tiết mục rất là hấp dẫn, như là múa dancey, múa lân và những cái tiết mục khác rất là chi tiết, rất rõ ràng, phong phú. Và tôi rất là tự hào khi được xem chương trình này. Và tôi cảm thấy chương trình diễn ra rất là tốt đẹp. Mình rất vui khi tham gia cái chương trình này. Mình mong muốn rằng là chương trình này mình góp sức một phần nhỏ bé để quảng bá cái hình ảnh của thành phố Quy Nhơn mình đến cho tất cả các cái khách du lịch trong nước và ngoài nước. Và đội của mình là đội phường Gành Ráng, chúng tôi đã cố gắng hết sức luyện tập trong vòng một tháng trời và đã biểu diễn rất là thành công về tiết mục này. Và mình rất vui vì đã phường mình là phường Gành Ráng đã được vinh hạnh góp một sức nhỏ vào cái chương trình lớn này. Quy Nhơn rực rỡ sắc màu là sự kiện kích cầu du lịch, cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ du lịch biển thành phố Quy Nhơn năm 2025, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến thú vị thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, với quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, nghĩa tình, giàu mạnh và văn minh. Một trong những sự kiện nổi bật và ấn tượng trong chuỗi hoạt động của tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 được đông đảo lượng khán giả mong chờ trong tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 là đêm nhạc quốc tế The Call of Bình Định. Với những tiết mục đặc sắc và hấp dẫn do các ngôi sao quốc tế thể hiện được diễn ra vào tối ngày 30 tháng 3 tại sân khấu Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Các nhóm nhạc như K-Strip Band, Philippines, Underman, Liban, Thái Lan, Billy, Hàn Quốc đã tạo cho chương trình một không khí bùng nổ cũng như khuấy động tinh thần của khán giả, tạo thêm sức nóng cho những màn trình diễn sôi động và đặc sắc. Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của cổ máy nhảy Timin. Lee Timin là một nam ca sĩ vũ công diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Shiny, nhóm nhạc đặc biệt Super M do SM Entertainment thành lập và quản lý. Đây là lần thứ hai Timin trình diễn tại Việt Nam sau sự xuất hiện đầy ấn tượng của anh tại Việt Nam vào 4 năm trước. Cùng với sự kiện văn hóa du lịch, người dân và du khách còn được trải nghiệm các hoạt động thể thao, mà điểm nhấn chính là giải đua mô tô nước UIMIBB Awabai và giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIMF1 H2O. Đây là các giải đua thể thao dưới nước hàng đầu thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và Bình Định vinh dự tự hào được Liên đoàn Thuyền máy Thế giới UIM lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta có đội đua thuyền máy F1 H2O mang tên Bình Định Việt Nam tham dự giải đua. Là vùng đất có bề dày văn hóa lịch sử, nơi đất võ trời văn, xứ mẫu, tỉnh Bình Định còn được thiên nhiên ưu ái ban cho vẻ đẹp kỳ vĩ, phong cảnh hữu tình, nhưng vẫn giữ nét bình dị rất riêng của những bãi biển và danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Du khách ghé thăm thành phố Quy Nhơn không chỉ để tận hưởng thiên nhiên trong lành, mà còn là dịp để khơi gợi cảm hứng cho những ai đam mê khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 chính thức khép lại sau những màn trình diễn như Lược Ván Phản Lực, Silver Soup, biểu diễn nghệ thuật Light Up, trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone Light, ánh sáng kết hợp display Linh Đan và màn bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm 31 tháng 3. Tuần lễ này là một trong những sự kiện lớn nhất năm 2024 của tỉnh, mở đầu cho hàng loạt các sự kiện lễ hội đặc sắc trong năm nay. Qua đó, có thể lan tỏa, tạo được ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và du khách, góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh con người và du lịch Bình Định, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả, nhất là kinh tế du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Yeah, I come to you to say hello. To say hello. Okay, take